Chào các bạn. Video này tôi giới thiệu cái giao diện và cách hoạt động của phụ huynh khi mà sử dụng app. Đây, ví dụ bạn mở này thì bạn dụ nhìn thấy ngay tên của con bạn là lớp nào. Và đây là tất cả những cái phần mà của cô giáo đăng bài. Các bạn có thể xem. Đấy, hàng ngày là cô giáo làm, cô giáo đăng bài lên hình ảnh để các bạn xem. Đây gọi là cái phần bảng tin. Thế còn cái tab thứ hai là gọi là sổ liên lạc. Nó có các cái ứng dụng như điểm danh, xin nghỉ, dặn thuốc, nhận xét, sức khỏe, lịch học, hoạt động, album, dinh dưỡng, học phí ngoại khóa và đón con. Đấy, các bạn có thể xem này. Đây là các điểm danh này. Đấy, ta hoàn toàn biết là các điểm danh. Đấy, xem là các điểm danh của các cô này. Đấy, của con mình bắt đầu vào lớp này. Ta xem phần xin nghỉ. Đấy, ví dụ lúc nào mà con ta cần xin nghỉ. Đấy, thì các bạn có thể là vào đây làm một cái xin nghỉ. Đấy, đấy, định xin nghỉ. Đấy, tạo ra nêu lý do. Đấy, và cô giáo cũng sẽ biết và xác nhận. Hoặc là ta dùng ứng dụng để dặn thuốc. Đấy, ta đưa ra một cái con cần uống thuốc gì, chọn ngày vào đây. Đấy, và ghi chú vào. Ở đây là xem những cái nhận xét của cô giáo và của con hàng ngày. Và đây là cái xem sức khỏe nó có trục trặc gì đặc biệt thì cô giáo cũng sẽ cập nhật vào đây. Đấy. Và ta có thể xem lịch học của con. Đấy, thời khó biểu. Thế và ở đây các môn học các cô có thể kẹp file vào hoặc là đính kèm các cái đường link của YouTube hay bất kỳ gì đó vào đây. Đấy. Cô để lên YouTube chẳng hạn. Đó, ta xem các hoạt động. Đấy, các hoạt động thì ta xem này. À, sẽ album ảnh. Đấy. Đây là kho thư viện các cô đẩy lên xem hàng ngày các con học cái gì. À, xem chế độ dinh dưỡng của con. Đấy, từng bữa một ăn cái gì. Xem trước cả tháng luôn. À, học phí. Đấy, xem đến ngày nào giờ nó đóng tiền. Đấy. Người ta có thể cập nhật vào đây xem để mình còn đóng tiền chẳng hạn. Đấy, đây có cả số tài khoản. Đấy, ta có thể chuyển khoản số tiền. Đấy. Kiểm tra các học ngoại khóa. Đấy, lịch đón con. Đón con thì các bạn ở đây khi mà bạn đưa chụp ảnh con vào đây một cái thì hệ thống sẽ tự động nhận dạng hoặc là cái mã vạch để cho là coi như là mình check out mình đã đón con ra khỏi trường. Xin cảm ơn các bạn. Của con bạn là lớp nào và đây là tất cả những cái phần mà của cô giáo đăng bài, các bạn có thể xem. Đấy, hàng ngày là cô giáo làm, cô giáo đăng bài lên hình ảnh để các bạn xem. Đây gọi là cái phần bảng tin. Thế còn cái tab thứ hai là gọi là sổ liên lạc. Nó có các cái ứng dụng như điểm danh, xin nghỉ, dặn thuốc, nhận xét, sức khỏe, lịch học, hoạt động, album, dinh dưỡng, học phí ngoại khóa và đón con. Đấy, các bạn có thể xem này. Đây là các điểm danh này. Đấy, ta hoàn toàn biết là các điểm danh. Đấy, xem là các điểm danh của các cô này. Đấy, của con mình bắt đầu vào lớp này. Ta xem phần xin nghỉ. Đấy, ví dụ lúc nào mà con ta cần xin nghỉ. Đấy, thì các bạn có thể là vào đây làm một cái xin nghỉ. Đấy, đấy, định xin nghỉ. Đấy, tạo ra nêu lý do. Đấy, và cô giáo cũng sẽ biết và xác nhận. Hoặc là ta dùng ứng dụng để dặn thuốc. Đấy, ta đưa ra một cái con cần uống thuốc gì, chọn ngày vào đây. Đấy, và ghi chú vào. Ở đây là xem những cái nhận xét của cô giáo và của con hàng ngày. Và đây là cái xem sức khỏe nó có trục trặc gì đặc biệt thì cô giáo cũng sẽ cập nhật vào đây. Đấy. Và ta có thể xem lịch học của con. Đấy, thời khó biểu. Thế và ở đây các môn học các cô có thể kẹp file vào hoặc là đính kèm các cái đường link của YouTube hay bất kỳ gì đó vào đây. Đấy. Cô để lên YouTube chẳng hạn. Ta xem các hoạt động. Đấy, các hoạt động thì ta xem này. À, sẽ album ảnh. Đấy. Đây là kho thư viện các cô đẩy lên. Ta xem hàng ngày các con học cái gì. À, xem chế độ dinh dưỡng của con. Đấy, từng bữa một ăn cái gì. Xem trước cả tháng luôn. À, học phí. Đấy, xem đến ngày nào giờ nó đóng tiền. Đấy. Người ta có thể cập nhật vào đây xem để mình còn đóng tiền chẳng hạn. Đấy, đây có cả số tài khoản. Đấy, ta có thể chuyển khoản số tiền. Đấy.
kiểm tra các học ngoại khóa. Lịch đón con. Đón con thì các bạn ở đây khi mà bạn đưa chụp ảnh con vào đây một cái thì hệ thống sẽ tự động nhận dạng hoặc là cái mã vạch để cho là coi như là mình check out là mình đã đón con ra khỏi trường. Xin cảm ơn các bạn.